sẽ như thế nào nếu như cổ của chúng ta siêu dài và lưỡi của chúng ta cũng siêu dài? Các bạn có tò mò không? Mình vừa phát hiện ra một trò chơi ở trong Roblox có thể khiến chúng ta cổ bị dài ra và lưỡi thì gần như là dài vô cực, kiểu như là bám được cả vào đám mây luôn đấy các bạn ạ. Really nigga. Các bạn có tò mò không? Vậy thì hãy ấn nút like video, đăng ký kênh và xem quảng cáo. Còn bây giờ chúng ta sẽ vào ngay cái tựa game này để xem là nếu như chúng ta sinh tồn với một cái cổ dài như là hươu cao cổ ấy thì sẽ như thế nào nhá. Đi thôi. Ten 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 ten. Đây chính là mình và Bơ trong chiếc cổ dài các bạn ạ. Nhìn này. Ôi trời ơi. Trời ơi. Chị ơi, hình như là cổ em dài hơn cổ chị đấy. Và hình như là cái này nó giống như là người run ý các bạn. Đấy, 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 đấy. Ở đây ai cũng đều cổ dài hết. Ở thế giới của những người cổ dài thì những người cổ bình thường lại trở nên bất thường các bạn ạ. Quá chuẩn luôn. Bây giờ bọn mình sẽ thử sinh tồn một ngày có chiếc cổ dài sẽ như thế nào. Ở trong cái map này hình như là sẽ có rất là nhiều thử thách. Đấy, 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 đấy. Ui, đây là xúc xích à Bơ? Xúc xích chị ơi. Mỗi người một cái đi. Mỗi người một cái. Ok. Ồ, bạn ấy vừa lấy mất của chị để chị xem nào. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ dùng cái cổ của chúng ta này để chúng ta kéo cái xúc xích về phía mình. Ui dồi ôi, cái xúc xích này nó mắc vào đá các bạn ạ. Bây giờ hình như xúc xích nó còn kéo mình. Bây giờ mình sẽ đến từ xa. Xúc xích nó còn kéo em luôn rồi chị ơi. Ôi không. Ôi chị ăn được rồi. Wow. Sơ bao rất nhiều xúc xích này. Mỗi đứa 1, 2, 3, mỗi đứa 3 chiếc. Em sẽ lấy luôn. Lấy luôn, lấy luôn, lấy luôn. Đây rồi các bạn ơi. Ui. Gì đây? Mình nằm vắt cổ lên xúc xích. Cái xúc xích nó còn to hơn cả người mình á chị ạ. Trời ơi, mình vẫn ngất xỉu vì là xúc xích nó to quá các bạn ạ. Đây này, đấy, rất rất là nhiều xúc xích. Các bạn ơi, hãy liên hoan xúc xích để ốc mời các bạn ăn xúc xích này. Ui, trời ơi, em... em kéo gãy cổ vì xúc xích mất. Ê này, xúc xích đẹp chết người là có thật nha. Thôi thôi thôi, kéo kéo kéo. Chà. Ui. Nó kéo quá trời. Thôi mình rồi, mình tắt cái chức năng kéo đi. Mình sẽ đi khám phá chỗ khác. Đây là một cái phần chỉ là phần rất là nhỏ trong cái khu này thôi các bạn ạ. Đấy, chúng ta còn có mạng. Ui, xúc xích trôi trên sông các bạn ơi. Nhìn này, xúc xích trôi. À không, có một bạn kéo được xúc xích ra ngoài kìa. Tuyệt quá. Ồ, chị ơi, đường này hình như là có cái máy làm xúc xích hay không chị ạ? Máy làm xúc xích á? Đây, đây, chị cũng sẽ kéo xúc xích để xem chị có thể kéo được ra xa như thế kia không. À, ơi, đang kéo lại tụt ra. Đây. Đâu, 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 chị kéo em xem nào. Đấy, chị đang kéo đây. Ôi, kéo qua vách núi. Không được, cái chỗ này hình như không ok. Mình chuyển sang bên này. Nhìn cái lưỡi mình kìa các bạn ơi. À, đây rồi, đúng rồi. Hóa ra là cái lưỡi thè ra để kéo. Ôi, cái lưỡi của mình bất lực, không thể kéo được các bạn ạ. Rồi, chơi cẩn thận khỏi gãy cổ nhá. Gãy cổ thôi, gãy cổ thôi. Đến đây là, ui, có cả một cái vòng xoay mặt trời. Bơi lên chơi vòng xoay mặt trời đi. Thế thì mình đi lên chơi trước đi. Rồi, đi lên đây. Ui, có một bạn đu đỉnh cao luôn đấy chứ. Bây giờ mình sẽ đu nha, đu từ đây luôn đến tận kia. Liệu có được không chị? Wow, được đấy chị. Trời ơi, cái gì vậy? Tôi chui vào vách đá rồi. Đồ ăn hại. Hỏng rồi. Mình còn đang không quen với cái việc điều khiển chiếc lưỡi dài của mình. Bây giờ mình đứng từ đây chắc là được đó các bạn. À, không được, em không kéo được. Ôi trời ơi. Giật giật cực là chóng mặt. Đây là cổ của mình đấy các bạn. Cứu tôi. Trời ơi, cứu tôi bị phân thân chi thuật. Một nửa ở dưới cầu, một nửa ở trên. Em bị mắc mẻo luôn rồi, em bị mắc mẻo luôn rồi, trời ơi. Mắc mẻo là cái gì? Đây này, em không đi được luôn đấy chị ạ. Ôi trời ơi, em bám vào tận đám mây thì làm sao mà em đi được. Bây giờ mình phải bỏ ra. Ôi, bây giờ mình bỏ ra rồi, mình còn không đi được ấy. Mắc kẹt ở đây rồi. Ủa, sao mình nói là mình đu lên cái vòng quay mặt trời mà mình chỉ cách vòng quay mặt trời có một xíu thôi đấy các bạn. Nhìn 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 này, đúng là bi kịch. Chắc là mình sẽ phải reset lại thôi chứ mình không thể thoát ra được khỏi đây rồi. Đây, để em thử lại xem nào. Của em vẫn không đi được. Ủa, mình chỉ cần reset bấm sang chỗ khác là được. Ôi, cái gì đây? Bấm xuống đây, rồi xuống mặt đất. Rồi, đến đây. À, rồi, mình hiểu rồi. Mình hiểu cái này như nào rồi. Chị đâu rồi, chị ông ơi? Bây giờ đu lên đây này. Lên hẳn đây luôn. Ôi, vẫn mắc, vẫn mắc các bạn ạ. Vẫn hỏng, vẫn mắc. Cây tươi nhờ. Đu lên đây, đu lên đây. Ây, trời ơi. Được rồi, để đu lên một cái, đu lên một cái. Đu lên cái này. Ui, các bạn ơi, nhìn mình nè. Mình đang đi vòng xoay mặt trời. Oh, wow. Chóng mặt không chị ơi? Có, hơi hơi chóng mặt ấy. Chị đang lùng lẳng cái này, đây đây. Em nhìn thấy rồi, chị cao thật sự luôn đấy chứ. Bơ không đu à? Bơ sợ độ cao à? Đây, ôi không, em dính vào đám mây rồi chị ạ. Trời ơi, em bấm vào đâu nó dính vào đấy liền. Ai, mình đang
đu trên vòng quay mặt trời. Hôm bữa mình cũng có đi một cái khu vui chơi các bạn ạ, và cũng có vòng quay mặt trời. Các bạn hãy nhớ theo dõi kênh của mình để biết là mình sẽ đi đâu, mình đã đi đâu chơi, và sẽ cho các bạn rất là nhiều trải nghiệm rất là hay ho luôn. Ok. Ôi ôi, thả tôi ra. Mải quảng cáo quá. Tôi phải đi ra khỏi đây. Rồi rồi rồi, hay quá hay quá. Rồi, em thoát rồi chị ơi. Chị đang ở đâu rồi? Chị đang lơ lửng đây này. Đấy 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 đấy, chị đây, chị đây. Ôi ôi. Cẩn thận chị ơi, cẩn thận chị ơi. Chị mắc vào đám mây luôn rồi. Mình nghĩ là mình sẽ bỏ cái lưỡi ra, thế là mình rơi xuống. Thế là nhanh các bạn ơi. Thông minh lắm. Rồi, tiếp tục, nhảy xuống. Mình đu một phát lên chỗ quả tên lửa kia, các bạn nhìn thấy không? Đu lên tên lửa. 1 2 3. Wow! Được rồi chị ơi. Được chứ sao không được? Lên. Ui, ui sợi ơi. Lên, lên. Lên, ui, tên lửa, ui mình bay rồi. Ôi tạm biệt các bạn, mình về hành tinh của mình đây. Bye bye. Còn em. Còn em chị ơi. Hả gì đây? Tên lửa sao lại bay xuống mặt đất? Tên lửa phải bay ra ngoài vũ trụ chứ. Oh no. Em bay xuống lòng đất luôn rồi. Ôi em bay xuống lòng đất à? Ui, đây là một cái máy giặt các bạn ạ. Ui, quay quay. Cái mô hình này giống như là cái mô hình chạy của con chuột hamster á. Mình không thích chạy nhiều đâu, mình không đi vào đây đâu các bạn ơi, chóng mặt lắm. Có thể đi qua chị hang núi hay... Không, chị không vào đâu. Bây giờ chị sẽ đi qua hang núi. Và ui, có bóng này, bơi đây, có bóng. Có bóng, có bóng. Thế thì đợi em để hai chị em mình đi đá bóng. Không đá bóng ở đâu, mình phải dùng lưỡi để dính cái bóng như này này. À thế à. Đấy, thấy chưa, thấy chưa, thấy chưa. Đây rồi, em đây rồi, em đây rồi. Mình sẽ... Bây giờ đứng từ xa nhá, bơi nhá, đứng từ xa này. Xong rồi giật rồi. Bóng lại. À không, bóng giật mình lại. Ôi không, quả bóng giật mình lại chị ạ. Mình mắc kẹt đây rồi. Thôi xong. Ba quả bóng ba màu khác nhau, và tôi sẽ chọn quả bóng to nhất chứ còn gì nữa. Mình mạnh thế này cơ mà các bạn ơi. Em chọn quả bóng. Em chọn quả bóng bé nhất thì em kéo được, còn quả bóng to thì nó kéo lại em luôn chị ạ. Ôi giời ơi. Mình nghĩ trải nghiệm bóng thế này thôi các bạn ơi, nó đang lắc mình quá trời rồi. Nhắc đến lắc, ở kia có cái gì lắc lắc kìa bơi, một cái khối hình như là hình hình trụ à, hay là hình gì ấy, hình chữ nhật chị ạ. Mình thử ra đấy xem có gì nhật, hết chữ không. Chữ nhật, nó không phải là một khối lập phương các bạn ạ. Ôi giời. Bám lưỡi vào đây xem có gì hot à. Ôi 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 ôi, lúc quay mình vòng tròn luôn chị ạ. Ôi không. Cháu ơi, trời ơi, trời ơi, ra khỏi đó đi. Ôi, có cái hồ, có cái hồ, có cả cái bánh xe xoay nữa, bánh xe xoay nữa. Đâu rồi? Đây. Rồi, em hóa thân lại rồi. Bây giờ mình sẽ ôi ra cái hồ. Ôi rồi, hỏng rồi, hỏng rồi, hỏng rồi. Các bạn không nhận ra mình nữa đúng không? Mình đang quay này. Đây đây. Ôi chóng mặt quá. Trời ơi. Tiền đình rồi. Tôi bị tiền đình, hãy tha cho tôi. Rồi. Thế giới này thật là ảo diệu các bạn ạ. Tôi bị tiền đình rồi. Tôi phải đi ra chỗ khác. Ôi, pháo à? Ở đây có quả pháo bạn ạ. Liệu mình có làm được. Ôi, gì đây? Chưa làm, chưa nói xong đã bị bắn đi rồi. Hiểu kiểu gì? Mình sẽ làm lại các bạn ạ. Tôi sẽ phải phóng ra xa hơn. Hay quá, phóng lên tên lửa bay mà không có mình ư? Ảo thật đấy. Trời ơi. Tại sao tên lửa lại không có mình? Hả? Trời ơi. Chị bay đây, chị đang bay đây. Ôi giời ơi, tên lửa của chị nó hơi bị cùi bắp nên là nó không bay lên được, nó chỉ bay lè là mặt đất thôi. Ôi giời ơi, nó còn treo chị trên vách núi nữa. Thôi xong, rơi rồi, mình rơi xuống vách núi rồi. Sao mày ngu thế hả? Không sao, mình lại spa lại rồi các bạn ạ. Không sao, chúng ta có thể chia lại một ván bài mới. Ván bài cũ su quá thì mình bỏ qua thôi, không có vấn đề gì hết. Đúng, đúng. Ở kia quả pháo này, bay một phát lên quả pháo kia các bạn ơi. Tìm lại tên lửa xem nào. Đây, tên lửa đây rồi. Úi giời, úi giời, úi giời ơi, úi giời, bay lên pháo. Úi giời ơi, nó nổ. Ôi ơi, các bạn ơi. Kia, đừng. Mình phải thoát ra đã. Bắn vui phết các bạn ạ. Lưỡi của chị dài phết chứ đùa đâu. Thật ra là lưỡi của mình có thể dài đến bất cứ đâu mà mình muốn. Ôi. Đu một phát lên cái bảng màu xanh này là cái gì đây? Một cái khu phong xanh này để quay video à? Ai rồi, quay video trên này các bạn ạ. Chắc là có một vài bạn kiểu như là làm video xóa phong đấy, nên là các bạn ấy đã sử dụng cái chỗ này để quay, còn mình thì không. Mình nghĩ là mình sẽ đi chỗ khác. Ui, có một khu PVP. Mình sẽ PVP, bạn nào dám PVP với ốc không? Để em vào luôn, vào luôn. Ôi, vào luôn, vào em luôn. Em đang bị mắc kẹt dưới hồ rồi chị ơi. Chị đợi em 1 phút 30 giây em ra cái hồ này đã. A few moments later. Rồi. Úi giời, bơ. Bơ có một màn xuất hiện thật là ảo ma cara. Bơ nó bay tung người các bạn ạ. Kìa. Trông ghê thật. Em đào luôn rồi các bạn. Không hiểu kiểu gì. Vào đây để PVP. Rồi. Em đu ở trên PVP à? Em bị đu luôn rồi. Chị có đu được không? Đu được, có sao đâu, có gì đâu mà không đu được. Mình chỉ cần bám lưỡi mình vào đấy là được. Chị bấm lưỡi vào phát. Bấm vào đây phát.
Thả tôi ra. Rồi, hạ xuống. Ôi sao? Tôi đu lên mây rồi các bạn ơi. Các bạn ơi, còn mình thì mình bị đứt đầu luôn rồi. What the hell? Đấy, đấy, bây giờ mình đu lên chữ PVP này. Ôi, bơm đứt đầu, các bạn đã trông kinh quá các bạn ơi. Thật là chơi game để giải trí, chơi game cho mình kiểu giảm stress thì bị stress ngang. Ôi, mình đu này mình chóng mặt quá, mình cũng không đu ở đâu. Ấy, bây giờ mình không cần lưỡi nha, mình vẫn đu ở trên chữ PVP này, các bạn thấy chưa? Đấy, ui giời. À, mình thấy chị ốc rồi các bạn ơi, chị ốc nó hơi dập dìu một tí nhưng mà không sao hết. Quá cao so với mình. Ơi, hóa ra là có vẻ như chúng ta sẽ không đối kháng gì ở đây cả mà chỉ đơn giản là đu trên chữ PVP thôi các bạn ạ. Đúng thật là mình cứ nghĩ là game nó phải khó như thế nào, hóa ra game cũng bình thường. Uầy, ở kia có ba cái gì xoay xoay kìa, mình phải đi sang đấy mới được. Chiếc lưỡi dài của tôi, hãy cho tôi đi đến đấy luôn và ngay. Ôi không, chiếc lưỡi dài bị đứt rồi. Ôi giời ơi, còn của em thì em bị mắc mốc lẻo luôn rồi. Ôi giời. Yeah. Đi qua, cái đầu đi trước, cái thân đi sau. Rồi, hạ xuống. Chạy. Bây giờ chị thử vào đấy xem có gì không chị. Đây này, chị chạy giống như chuột hamster đây này. Đấy, 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 đấy. Thế thì, đây để em vào cùng, cho xem có gì vui không, ta ra ra. Ui, cái này không vui lắm đâu. Cái này tại vì mình biết sao không, mình chạy khá là chậm, mình không có đi lên được cao. Đúng. Nhưng mà bây giờ đi sang bên này nó sẽ rất là nhanh này, bơ này, đây, đây. Ôi. Cái này là xoay vòng tròn luôn này các bạn. Ôi rồi, chị thử vào xem có gì không. À, tôi vào trượt các bạn ơi, tôi phải vào lại. Nhảy trượt. Em vào trước, em vào nhảy vào trước. Ôi không, trời ơi. Nó văng mình đi các bạn ạ, nó văng mình đi, nó vừa văng ra ngoài rồi. À, ok. Em đập vào. Trời ơi, mình nhìn thấy một cái hang động ở đây à, để mình đi khám phá xem nào. Một chiếc hang đá ở đây sẽ dẫn mình đi đến đâu đây? Đi tìm kho báu chị ơi. Ồ, không có gì. Ồ, không có gì, mắc kẹt ngõ cụt. Ê, mắc vào nhau thế. Trong này cũng không có gì. Ừ. Nó chỉ toàn là đá rồi các bạn ạ. À, có lối ra rồi, có lối ra rồi này. Mình sẽ đi ra bên này. Ôi, chào một bạn đầu bacon nha. Hello. Thế là cái mạch này nó thông nhau các bạn ạ. Ừ, tất nhiên rồi, hang động bình thường nó phải thông nhau chứ. Rồi, tiếp tục. Ui, tiếp tục. Đến đây là mình sẽ ra ngoài thế giới các bạn ạ. Ồ. Có lẽ mình phải leo lên, dùng lưỡi của mình để leo lên. Ấy. Ôi không, lưỡi không leo được chị ơi. Ô, lưỡi leo tốt. Nhìn đây. Ôi không. Mình bị mắc rồi. Rồi mình đu hẳn ra ngoài luôn các bạn ơi. Em nghĩ là mình phải vòng lại đường cũ ấy chị ạ. Ồ, thật sự là tăng độ khó cho game. Rồi, mình sẽ đi theo cái bạn này. Oh, kéo ta. Kiểu kéo lên không được nhỉ. Kéo lên. Không được chị ơi, mình phải quay lại đường cũ thôi. Oh no, mình sẽ đây thử đây. Reset character xem nào. Hãy cho tôi đến chỗ đồng bằng nha. Đây rồi. Ôi. Mình vừa reset character và đi ra rất là nhiều map. Oai hỏng rồi. Mình lại reset hình như ở một cái hang khác. Và ở đây có cả lava nữa chứ. Toàn thật rồi bố em. Ôi không, còn em reset thì em lại ra cái chỗ quả bóng rồi chị ạ. Chị đâu rồi? Yes. Ôi đây rồi, mình lại nhìn thấy lối ra nhưng hình như là vẫn là lối ra nãy. Mình sẽ reset character phát nữa. Em đứng ở quả bóng đợi chị nha. Không đấy cần đâu, em cứ đi trải nghiệm của em đi. Hai, mình quay trở lại rồi đây. Rồi. Chị ơi, em đang kéo ai đấy? Dạ. Em đang kéo ai đây này? Ôi không, em đang kéo cái bạn Lào đấy. Ê, ủa, em kéo em không biết hả? Bó tay với bơ luôn rồi các bạn ơi. Đi thử kéo em sẽ được không? Được, có gì đâu mà không được. Ôi không, chị bị bạn Lào kéo rồi ạ. Ừ, bạn đấy khỏe hơn chị. Thật ra là chị bám lưỡi vào bạn đấy. Nhưng mà bạn ấy khỏe hơn nên bạn đã kéo được chị. À, bạn ấy tách ra rồi. Em sẽ tha cho hai bạn kia. Úi dồi. Gì đấy, có gì hot? Em thấy có một cái hình giống hình máy giặt chị ạ. À, hình đấy chị cũng nhìn thấy rồi. Bây giờ mình thử đi ra đấy xem có gì không ta. Ừ, em thử đi, chị đi qua đấy rồi. À, em phải kéo hai cái bạn này. Mẹ thật sự. Nó còn đu. Bơ, nó còn đu à, đúng không? Vâng, trời ơi, mình bị đu các bạn ơi. Bong, rồi xong, thả luôn xuống hồ chị. Đấy, hai bọn mình cùng chơi cầu trượt nha bạn Bacon. À, bạn Bacon bị kéo mình đi rồi. Ui, hai bạn kéo mình đi luôn. Thôi ngất xỉu, hai đứa đều ngất xỉu vì quá mệt mỏi. Mình không cố ý kéo bạn đâu. Bây giờ mình sẽ thử lại một lần nữa bay lên tên lửa kia. Chẳng nhẽ mình lại không bay lên tên lửa được. Đây rồi. Bay lên thật, lần này thành công rồi.
chị ốc bay lên vũ trụ rồi các bạn ơi. Không. À xả. Thành công nhân rồi, không thành công tí nào, bay thẳng vào đây. Ôi. Ôi không, ôi không. Hỏng rồi. Mình sẽ thử chơi cái trò này các bạn này để xem nó có văng mình ra như cái trò kia không. Đi. Ôi. Chóng mặt ngang các bạn ơi. Không cần phải đi tập gym ở đâu hết. À. Mình đã ngất xỉu. Ngất trên nền đất luôn. Rồi bây giờ em sẽ thử vào cái máy giặt này xem nó có khác gì cái máy giặt ở nhà em không nhá. Ờ vào thử xem. Chị nghĩ nó cũng không khác gì đâu. Chỉ có điều là giống như là em ở trong mà em làm một cái quần áo ấy. Ôi không, em bị quay đúng y như kiểu cái máy giặt nhà em chị ơi. Nó quay vòng tròn luôn, chóng hết mặt. Trời ơi, cứu tôi. Wow, có những cục xúc xích nhỏ nữa các bạn ơi. Tiêu. Ô sao tôi không kéo được cái xúc xích ra ta? Ai mà biết được. Thôi tôi bó tay. Ok, chắc là cái tựa game này nó cũng chỉ có vậy thôi các bạn ạ. Mình sẽ thử trải nghiệm một ngày cổ mình rất là dài và cái lưỡi của mình thì dài vô cực luôn. Và cố gắng để di chuyển và trải nghiệm những cái trò chơi quay quay ở trong này. Mình thấy khá là vui. Các bạn có thể rủ bạn bè của mình chơi cùng giống như là mình và Bơ chơi với nhau ấy các bạn ạ. Còn bây giờ thì chắc là mình sẽ dừng video này tại đây thôi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Và có tựa game nào hay các bạn hãy nhớ bình luận ở phía dưới để mình cùng chơi nhá. Bye bye. Bye bye.